Chào các em. Hôm nay các em tiếp tục học toán do trường tiểu học Trung Nhất thực hiện. Bài học hôm nay các em học bài thực hành xem đồng hồ. Trước tiên các em ôn lại bài cũ. Các em quan sát 3 chiếc đồng hồ trên màn hình theo thứ tự từ trái sang phải. Và cho biết mỗi đồng hồ có trên màn hình chỉ mấy giờ. Các em quan sát xong và đã trả lời. Giờ chúng ta kiểm tra kết quả trả lời của mình. Chiếc đồng hồ đầu tiên ở bên trái màn hình chỉ 4 giờ. Chiếc đồng hồ ở giữa chỉ 16 giờ, còn gọi là 4 giờ chiều. Chiếc đồng hồ cuối cùng ở bên phải màn hình, trên mặt đồng hồ có số La Mã, đồng hồ này chỉ 4 giờ. Em nào trả lời đúng giờ của cả ba đồng hồ trên, thầy khen em. Tiếp theo các em học bài mới. Các em quan sát chiếc đồng hồ có trên màn hình và cho biết đồng hồ này chỉ mấy giờ. Các em đã quan sát và đã có câu trả lời. Giờ chúng ta kiểm tra lại trả lời của mình. Chiếc đồng hồ trên màn hình chỉ 6 giờ 10 phút. Em nào trả lời đúng, thầy khen em. Các em quan sát tiếp chiếc đồng hồ thứ hai và cho biết đồng hồ này chỉ mấy giờ. Các em quan sát kỹ kim giờ, kim phút trên mặt đồng hồ đang ở vị trí nào để trả lời cho đúng. Các em vừa quan sát xong và đã có câu trả lời. Chúng ta kiểm tra kết quả trả lời của mình. Các em thấy kim giờ của đồng hồ ở vị trí quá số 6 một chút, nên vẫn là 6 giờ. Còn kim phút ở vạch nhỏ thứ 3 sau số 2. Kim phút chỉ số 2 là 10 phút, thêm vạch nhỏ số 3, tức là thêm 3 phút nữa. 10 phút thêm 3 phút, tức 13 phút. Vậy đồng hồ trên màn hình chỉ 6 giờ 13 phút. Em nào trả lời đúng, thầy khen em. Tiếp tục các em quan sát kỹ chiếc đồng hồ có trên màn hình và trả lời đồng hồ chỉ mấy giờ. Lưu ý ở chiếc đồng hồ này, các em trả lời theo hai cách. Các em quan sát kỹ để trả lời cho đúng. Chúc em trả lời đúng. Các em đã quan sát đồng hồ và đã có câu trả lời. Giờ các em kiểm tra kết quả trả lời của mình. Chiếc đồng hồ ở trên màn hình có kim giờ chỉ chưa đến số 7 nên vẫn còn là 6 giờ. Còn kim phút chỉ vượt qua số 11 một vạch. Ở số 11 kim phút chỉ, tức là 55 phút, thêm một vạch nữa là thêm một phút, vậy thành 56 phút. Nên đồng hồ trên màn hình chỉ 6 giờ 56 phút. Các em quan sát kỹ và thấy rằng còn thiếu mấy phút nữa thì đến bây giờ. Còn thiếu 4 vạch nữa, tức là còn thiếu 4 phút nữa thì đến 7 giờ. Vậy ta có cách đọc giờ thứ hai là 7 giờ kém 4 phút. Em nào trả lời đúng giờ của chiếc đồng hồ có trên màn hình, thầy khen em trả lời tốt. Vừa rồi các em đã đọc giờ của 3 chiếc đồng hồ có trên màn hình. Giờ chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy nếu kim phút chưa vượt qua số 6 theo chiều quay của kim đồng hồ thì có một cách đọc giờ. Như là chiếc đồng hồ ở bên trái màn hình và chiếc đồng hồ ở giữa màn hình, hai chiếc đồng hồ này có kim phút chưa vượt qua số 6
nên chỉ có một cách đọc giờ. Nếu kim phút vượt qua số 6 theo chiều quay của kim đồng hồ thì có hai cách đọc giờ, giống như chiếc đồng hồ thứ ba ở bên phải màn hình. Kim phút đã vượt qua số 6 nên có hai cách đọc giờ. Các em lưu ý điều này để nhận biết được khi nào chúng ta có hai cách đọc giờ. Chúc các em ghi nhớ để đọc giờ đúng. Tiếp theo các em làm bài tập 1 để rèn luyện cách đọc giờ. Các em quan sát 6 chiếc đồng hồ A, B, C, D, E, D có trên màn hình và cho biết mỗi đồng hồ chỉ mấy giờ. Chúc các em đọc giờ đúng. Các em đã quan sát xong và có câu trả lời của mình. Giờ các em kiểm tra lại kết quả trả lời của mình nhé. Các em thấy đồng hồ A chỉ 2 giờ 9 phút. Đồng hồ B chỉ 5 giờ 16 phút. Đồng hồ C chỉ 11 giờ 21 phút. Đồng hồ D chỉ 9 giờ 34 phút hoặc 10 giờ kém 26 phút. Đồng hồ E chỉ 10 giờ 39 phút hoặc 11 giờ kém 21 phút. Đồng hồ D chỉ 3 giờ 57 phút hoặc 4 giờ kém 3 phút. Các em thấy 3 chiếc đồng hồ D, E, D có kim phút đã vượt qua số 6 nên có hai cách đọc giờ. Em nào đọc giờ đúng cả 6 chiếc đồng hồ có trên màn hình, thầy khen em đọc giờ tốt. Các em tiếp sang bài tập 2. Ở bài tập 2 này, các em quan sát 3 chiếc đồng hồ A, B, C theo thứ tự từ trái sang phải. Đặt thêm kim phút để đồng hồ chỉ. Đồng hồ A 8 giờ 7 phút, đồng hồ B 12 giờ 34 phút. Đồng hồ C 4 giờ kém 13 phút. Các em có thể sử dụng mô hình chiếc đồng hồ có trong bộ toán để quay kim phút cho đúng với giờ các đồng hồ A, B, C có trên màn hình. Chúc các em thành công. Các em vừa làm xong bài tập 2, tiếp theo các em kiểm tra kết quả bài làm của mình. Ở đồng hồ A 8 giờ 7 phút, nên các em đặt kim phút vượt qua số 1 2 vạch để được 7 phút. Đồng hồ B 12 giờ 34 phút, các em đặt kim phút vượt qua số 6 4 phút để được 34 phút. Đồng hồ C 4 giờ kém 13 phút, các em đặt kim phút vượt qua số 9 2 vạch để được kém 13 phút. Vừa rồi các em đã học xong bài thực hành xem đồng hồ. Qua bài học ngày hôm nay thì hy vọng các em đã biết cách xem đồng hồ. Các em nên luyện tập thường xuyên xem đồng hồ để đọc giờ đúng. Bài học chúng ta đã kết thúc. Thầy mến chào các em.